Xin chào tất cả các anh chủ ạ. Hôm nay em mới về để in hàng, em quay video giới thiệu cho tất cả các bác cùng xem. Ai có nhu cầu mua hàng thì có thể nhắn tin hoặc gọi điện trực tiếp cho em theo số điện thoại Shop Long Hợi, số điện thoại đặt hàng 0975275636 hoặc số điện thoại 0942453417. Địa chỉ của em ở Lê Lợi, Thường Tín, Hà Nội, có ship hàng toàn quốc ạ. Bác nào ở gần có thể đến tại địa chỉ cửa hàng xem mua trực tiếp. Bác nào ở xa thì bên em sẽ có ship hàng đến tận nơi nhé. Trên video em có đánh số thứ tự và giá tiền theo từng mã hàng. Các bác ưng mẫu nào cứ chốt cho em theo mã số như trên video. Giá trên video là giá tại cửa hàng, chưa bao gồm tiền ship. Những đơn hàng mà dưới 5kg tiền ship sẽ là 30.000. Còn từ 5kg đến 10kg quay đầu, tiền ship sẽ là 50.000 toàn quốc ạ. Đây là tiền ship bên em đang tính đồng giá theo cân nặng, không tính theo địa chỉ xa gần đâu ạ. Rồi ạ, bây giờ đầu tiên em sẽ quay vào mẫu số 1 này. Số 1 mẫu này của em nó là cái con lăn nhá. Con lăn này của nó sẽ có một cái con lăn bằng nhôm và một cái con lăn bằng cao su nha các bác. Đây, cái con lăn bằng nhôm này thì nó không có quay nha. Nó gắn ốc lục giác, nó gắn vào cái trục đây. Phần trục này của nó trục nhôm nhá. Còn cái phần con lăn cao su này thì nó sẽ có cái trục bi quay này. Cái phần cao su nó có một vết ở đây nha các bác. Đây, một vết ở đây này. Con này đường kính phần con lăn cao su này đo được là 40. Đường kính phần con lăn nhôm cũng là 40 luôn ạ. Chiều dài phần thân của nó đo được là 8cm ạ. Hai cái, còn cái nhôm này, cái nhôm thì nó dài hơn ạ, 8,5cm. Còn cái con lăn cao su nó sẽ có trục bi quay tròn nhé. Còn cái phần nhôm này của nó sẽ không có trục bi đâu. Đây là mẫu số 1 này, có giá là 100.000. Tiếp theo là mẫu số 2. Số 2 thì nó cũng kiểu giống như mẫu số 1 đấy, nhưng cái mẫu này thì nó đầy đủ hơn một chút này. Ở đây nó có một cái phần bu ly, phần khung của nó sẽ là khung nhôm nhá. Cũng như vậy thôi, cái phần màu vàng của con lăn cao su nó sẽ có trục bi quay tròn này, còn cái phần con lăn nhôm này nó sẽ không có nhá. Đường kính của nó cũng là 40. Con lăn màu vàng này chiều dài của nó là 8cm ạ. Còn cái con lăn nhôm này chiều dài của nó là 8,5cm. Đây nó có trục bi quay tròn nha. Mẫu này phần trục của đây đo được là 14 này. Đây là mẫu số 2, có giá là 130.000. Đây, cái phần cao su nó có một cái vết ở đây nha các bác. Rồi tiếp theo chuyển qua mẫu số 3. Số 3 là một, đây một bộ 5 cái nhông này. 5 cái nhông này trong đây nó sẽ có là hai kích thước nhá. Đây em sẽ đo kích thước của nó luôn này. Cái đầu tiên ạ, mẫu này thì độ dày ở đây là 20. Phần lỗ trục là 20 này. Và đường kính của nó đem đo được là 52. Đây có một cái này nhá. Loại này thì có 4 cái này. Cái này phần lỗ trục là 20. Độ dày 20 ạ. Mẫu này đường kính của nó đo được là 60. Đây là mẫu số 3. 3 một combo 5 chiếc các bác, có giá là 150.000. Chia ra là có 30.000 một chiếc các bác. Tiếp theo chuyển qua mẫu số 4. Số 4 lại có một bộ combo 3 cái nhông này. Nó có hai cái rời này, với cả một cái là có gắn cả cái trục nhá. Mẫu này phần lỗ trục của đem đo được là 20. Độ dày phần nhông này đem đo được là 7 ly. Đường kính ạ, đường kính của nó là 61. Đây là mẫu số 4 này. Số 4 của em một combo đã 3 chiếc này, có giá là 100.000. Một cái có trục bi quay nhé, còn hai cái này không có trục này. Tiếp theo chuyển qua mẫu số 5. Số 5 ở đây một combo 2 chiếc ạ. Đây nó cùng một loại nha bác. Đây mẫu này sẽ có trục bi quay tròn này. Cái này mã bi của nó bị che mất bởi cái trục rồi các bác, không nên là không nhìn được. Mẫu này phần bánh răng độ dày của nó đo được là 20. Đường kính của bánh là 63. Đây, trục bi quay trơn tru nhẹ nhàng đấy ạ. Đằng sau của nó sẽ là cái trụ sắt như này. Đây là mẫu số 5 này. Số 5 của em một bộ 2 chiếc các bác. Một bộ 2 chiếc, cái này là cùng kích cỡ luôn nha. Có giá là 100.000 một combo 2 chiếc. Tiếp theo là mẫu số 6. Số 6 ở đây có một bộ 3 chiếc này. Đây nó sẽ có hai kích thước nhá. Cái đầu tiên này, mẫu này độ dày là 20. Đường kính của nó là 60. Đường kính của nó là 68. Cũng sẽ có trục bi quay tròn này. Cái này mã bi của nó là bị che mất rồi các bác. À đây, mã bi đây. Mã bi của nó là 6202 nha. Cái này có một chiếc này. Còn cái loại này thì có hai chiếc. Cái này mã bi của nó bao nhiêu ấy? Cũng là 6202.
Mẫu này độ dày đem đo được là 20. Đường kính của nó là 60 này. Đây là mẫu này thì có 2 chiếc, mẫu số 6 này, một bộ combo 3 chiếc như này, có giá là 150.000. Tiếp theo là mẫu số 7. Số 7 đây. Cái này nó sẽ có trục bi quay tròn nha. Cái này phần trục của em đo được là 20 này. Độ dày bánh răng là 7 ly. Cái này đường kính của bánh răng ở đây em đo được là 66 ạ. Nên là có cái phần cán trục rất là dài nha. Chỗ này chiều dài đem đo là 20 cm, bản rộng là 3,5 cm này. Đây có trục bi quay tròn này. Đây là mẫu số 7, có giá là 100.000 một chiếc. Mẫu này em đang có 2 chiếc đây các bác. Mẫu số 8 này. Mẫu số 8 cái phần trục này của nó ngắn hơn nhá. Đây so sánh hai phần này. Đây, một cái trục ngắn một cái trục dài này. Mẫu này độ dày bánh răng đo được là 7 ly ạ. Đường kính của bánh răng là 65. Đây cũng có trục bi quay tròn trơn tru nhẹ nhàng ạ. Không có bị chặt rít hay là dơ lắc gì đâu ạ. Mẫu này bản rộng đem đo được là 3,5 cm ạ. Và chiều dài của nó là 20 cm. Đây là mẫu số 8 có giá là 100.000 nha bác. Mẫu này có 1 chiếc. Tiếp theo chuyển qua mẫu số 9. Số 9 em có cái bộ bàn trượt này. Cái này của nó là bàn trượt tròn nha các bác. Dạng 3 trục tròn như này. Phần trục tròn bên ngoài đo được là phi 12. Cái bên trong này đo được là phi 18. Phần khung này, phần khung hai đầu và cái phần bàn trượt bên trên này của nó sẽ là bằng nhôm các bác. Còn cái phần ba cái phần trục này của nó sẽ là bằng sắt. Mẫu này bản rộng phần khung đo được là 7,5 cm ạ. Còn tổng chiều dài cả khung luôn là 35,5 cm. Phần trục tròn bên trong đo được là 31 cm ạ. Đây là mẫu số 9 này. Có giá là 200.000. Đây, bên này nó còn cái tem thông số đây. Thông số của nó là 16 x 250 nha các bác. Đây là mẫu số 9 có giá là 200.000. Mẫu này em có 1 chiếc thôi ạ. Tiếp theo chuyển sang combo số 10. Số 10 đem có một bộ combo 4 cái trục sắt này. Cái này phần trục tròn đo được là phim 16. Trục tròn của nó là trục tròn sắt đặc ở phim 16 này. Cái này chiều dài của nó là gần 18 cm này, có 2 chiếc. Loại này dài là 20 cm, cũng có 2 chiếc này. Có bộ combo 4 chiếc như này là mẫu số 10 của em nhá. Số 10 của em có giá là 50.000 bộ này. Tiếp theo là mẫu 11. Mẫu 11 đây em đang có 2 bộ đây. Cái này của nó là trục tròn sắt đặc phim 16 nha bác. Một bộ của nó sẽ có là 2 trục và 4 bi này. Nó kết nối với nhau bởi một cái phần khung nhôm ở giữa đây nhá. Nó bắt vào góc lục giác này. Bên này 1 bi này, bên này 1 bi này. Đó. Cái này của nó sẽ là trục tròn sắt đặc. Cái này cũng biết đầu này bằng nhôm này nhỉ. Một đầu của nó sẽ có một cái phần khung như này này. Còn một đầu bên kia thì nó sẽ chỉ có hai cái trục tròn như này thôi nha. Nó không có khung. Tức là cái phần khung của nó chỉ có ở một đầu thôi. Mẫu này bản rộng phần khung là 19 cm ạ. Mẫu này tổng cả chiều dài sản phẩm em đo được ở đây là 92 cm nha các bác. Như các bác đang quan sát trên đây là thấy là hai bộ nha các bác, không phải một bộ đâu. Đây một bộ thì nó sẽ như này này. Là gồm hai cái trục tròn và trên đây sẽ có 4 bi, một đằng sau nó sẽ có 10 khung như này. Mẫu số 11 của em có giá là 400.000 một bộ nha bác. Gồm hai trục 4 bi và một phần khung. Tiếp theo qua mẫu 12. 12 mẫu này của em nó là trục tròn sắt đặc nha các bác. Trục tròn sắt đặc phi 16. Trên đây nó sẽ có sẵn cái lỗ ren để các bác có thể bắt ốc này. Chiều dài của bi em đo được là 3,7 cm ạ. Còn chiều dài phần trục là 26 cm. Một bộ thì sẽ gồm là hai trục hai bi như này. Đây là mẫu số 12. Một bộ hai trục hai bi có giá là 70.000 một bộ như này nha các bác. Một bộ như tem đang cầm lại chứ không phải là một trục một bi đâu. Rồi tiếp theo chuyển qua mẫu 13 này. 13 loại này nhỏ hơn này. Loại này phần trục của nó sẽ là trục tròn sắt đặc. Tất cả những cái mẫu em đang quay đây đều là trục tròn sắt đặc nha các bác, không phải hàng rỗng ruột. Mẫu này của nó sẽ là phim 12. Trên đây cũng sẽ có là một trục này. Mỗi một trục sẽ có một bi nha các bác. Mẫu này chiều dài phần trục của em đo được là 34 cm. Một bộ sẽ có hai trục hai bi như này, có giá là 70.000. Em mẫu này đang có tầm 5-6 bộ này. Đây là mẫu 13 nha các bác, phi 12 đấy ạ. Tiếp theo là mẫu 14. Mẫu 14 mẫu này của nó sẽ là trục tròn sắt đặc phi 16. Rất là mới nha. Mẫu này thì chiều dài phần trục là 50 cm. Đây là mẫu số 14 này. Số 14 của em có giá là
130.000, là một bộ sẽ gồm là hai trục hai bi như này. Mẫu này em đang có hai bộ. Tiếp theo là mẫu 15. Mẫu 15 này, mẫu này cũng là trục tròn sắt đặc phim 16 này, bên dưới nó có một cái phần khung như này nha bác. Mẫu số 15 này thì em đang có hai bộ này. Mẫu này tổng chiều dài phần trục tròn là 21 cm này, chưa tính chiều dài phần khung nhá. Đây, phần khung này nó bắt bằng ốc lục giác này, các bác không cần thì mình có thể tháo rời ra được. Mẫu số 15 có giá là 70.000 một bộ. 70.000 một bộ như tay em đang cầm đây nhá. Mẫu này em đang có hai bộ đây. Rồi tiếp theo chuyển qua mẫu 16. Số 16 mẫu này của nó sẽ là trục tròn sắt đặc phim 16 này. Hai đầu của nó sẽ có lỗ ren này, các bác về dễ dàng bắt máy nhá, mình không phải kiểu ta dô lại. Mẫu này thì chiều dài ở đây em đo được là 39 cm. Đây là mẫu số 16 này, tất cả bi trơn tru nhẹ nhàng, không có chặt rít hay là dơ lắc gì đâu ạ. Mẫu số 16 của em một bộ sẽ gồm hai trục hai bi, có giá là 100.000 một bộ như này. Giá thì rất là ok mà hàng hôm nay rất đẹp nha các bác. Tiếp theo em chuyển qua mẫu 17. Số 17 đây có mấy bộ trục nhỏ này. Cái này của nó là phi bao nhiêu đây? Chắc là phi 10 rồi. Phi 10 nha bác. Phi 10. Một bộ cũng sẽ có là hai trục hai bi đấy ạ. Mẫu này thì đang có tầm 5 bộ. Mẫu này chiều dài của nó là 51 cm. Một bộ sẽ gồm hai trục hai bi như này. Đây là mẫu số 17. Có giá là 80.000 một bộ như tay em đang cầm đây nhá. Rồi tiếp theo chuyển qua mẫu 19 này. Ôi 17 rồi đến 18. 18 ạ. 18 ở đây là cái bộ khung trục tròn kết hợp với cả vít me nha các bác. Ở giữa này nó sẽ có một cái vít me này, hai bên sẽ có hai cái trục tròn. Cái này của nó sẽ là trục tròn sắt đặc, phần khung của nó sẽ là khung nhôm ạ. Mẫu này phần vít me đo được là phi 15, phần trục tròn đo được là phi 25 ạ. Đây phần khung của nó sẽ là khung nhôm nhá. Hai đầu của nó sẽ có hai cái tròn kiểu gối như này này. Phần vít me này quay trơn tru nhẹ nhàng, không có bị chặt rít hay dơ lắc, không có cong vênh nha các bác. Cái mẫu bộ khung này rất là đẹp luôn này. Mẫu này tổng chiều dài phần khung của em đo được là 64 cm. Bản rộng phần khung bề ngang này ở đây em đo được là 25 cm ạ. Đây phần vít me quay trơn tru nhẹ nhàng nhá, có một cái phần bu li sắt ở đây này. Đây là mẫu số 18, có giá là 700.000 bộ này nha các bác. Bộ này nó sáng, nó đẹp lắm. Bộ này em chỉ có một bộ thôi. Rồi tiếp theo em chuyển qua mẫu 19 này. 19 ở đây em có một cái khung nhôm. Đây, cái phần khung nhôm của nó rất là dày nha. Các cái chi tiết nó sẽ bắt nối với nhau bằng các con ốc lục giác này. Các bác có thể tháo mở rất là dễ dàng. Ở đằng sau đây nó có ba cái phần kiểu như cái sống của cái ấy. Mẫu này độ dày ở đây em đo được là 15 này. Còn phần nhôm chính ở đây nhá, em đo được độ dày của nó là 12. Đây, mặt sau của nó sẽ như này. Còn mặt trước này, đây mặt trước của nó sẽ như này nha. Mẫu này bản rộng của em đo được là 20 cm. Và chiều dài của nó là 48 cm ạ. Đây là mẫu số 19, có giá là 300.000 nha các bác. Mẫu này em cũng có một chiếc. Tiếp theo là mẫu 20. Số 20 mẫu này thì em đang có mấy nhỉ? Có hai chiếc. Số này đang có hai chiếc nha các bác. Nhiều cái mẫu nó tháo ở cái máy ra nên không biết nó là công dụng trong việc gì và sử dụng trong việc gì đâu. Các bác nào là biết thì mình chốt đơn nhá. Nếu trên video mà em quay chưa được kỹ thì mình có thể inbox trực tiếp Zalo, chọn theo mẫu số xong rồi em chụp hình lại nhá. Đây mẫu này thì hai bên nó sẽ có hai cái trục tròn này. Mẫu này phần trục tròn đo được là phi 12. Đây nó có bi ở đây này. Bên đây nó có hai cái nút kiểu như cái cữ hãm ấy ạ. Một bộ khung nó sẽ có cái phần bu li ở đây này. Rất là nhiều bu li và dây cu loa nhá. Và bên này cũng có này. Đây bên này này, nó cũng có một hàng luôn nha các bác. Như cái bên đây ở đây em đếm này, 1, 2, 3, 4, 5. Ở chỗ riêng ở chỗ này đã được đếm được là 5 cái bu li rồi này. Ở đây nó có một cái đầu ống hơi này. Này ống của nó sẽ là ống 4 nha các bác. Đây. Đây em sẽ đo kích thước của cái mẫu này nhá. Mẫu này bản rộng của nó là 18 cm ạ. Và tổng cái chiều dài phần đế ở đây em đo được là 42 cm. Đây là mẫu số 20 nha bác. Số 20 này của em có giá là 600.000. Cái mẫu này nếu mà quay trên video chưa rõ, các bác inbox Zalo xong em chụp ảnh lại các chiều cho các bác xem quan sát rõ hơn nhé. Số 20 là 600.000 một bộ. Mẫu này em đang có hai bộ đây. Đây một bộ em đang dựng lên kia nhá. Cái này phần mặt bích bên dưới của nó là bằng nhôm hay sao ấy.
Còn mặt bích bên dưới của nó là nhôm nha. Rồi tiếp theo chuyển qua mẫu 21. 21 22 này hôm nay về được mấy bộ trục tròn rất là đẹp luôn. Mẫu này của nó là trục tròn phi 20, trục tròn sắt đặc nha bác. Trên mỗi một trục nó sẽ có một bi như này. Cái phần bi vỏ ngoài của nó sẽ là vỏ nhôm ạ. Cái đầu của mỗi cái trục nó sẽ có cái phần lỗ ren sẵn nhé. Các bác về không phải ta rô lại đâu. Mẫu này chiều dài phần bi của nó em đo được là 10cm. Mẫu này phần trục khá là dài đây. Chiều dài phần trục của nó là 120cm. Đây là mẫu số 21 này. Số 21 của em một bộ sẽ gồm là 2 trục 2 bi nha này. Có giá là 700.000. Mẫu này thì em chỉ có một bộ thôi. Tiếp theo qua mẫu 22. Số 22 thì mẫu này đang có 3 bộ này. Cũng là trục tròn sắt đặc phi 20 nha bác. Đây phi 20 này. Mẫu này thì chiều dài của bi là 10cm ạ. Và chiều dài phần trục là 73cm. Một bộ thì sẽ gồm là 2 trục 2 bi như này. Có giá là 500.000 một bộ. Mẫu này em đang có 3 bộ này. Số 22 nha. Rồi tiếp theo em chuyển qua mẫu 23. Số 23 ở đây em đang có cái vít pe này. Mẫu này đang có 2 chiếc nha. Ở đầu đây nó sẽ có một cái phần bu ly bằng sắt này. Đây cái phần bát ren quay trơn tru nhẹ nhàng luôn ạ. Mẫu này phần vít me ở đây đo được là phi 20. Ở đây nó có một cái kiểu giống như cái gối ạ, cái gối bằng sắt nha. Mẫu này tổng cả phần trục và phần vít me luôn ạ, sẽ được đo được ở đây là 78cm. Cái phần bu ly này của nó sẽ là bu ly bằng sắt nha. Phần rãnh bu ly ở đây đo được là 20. Phần bát ren quay trơn tru nhẹ nhàng, không có bị chặt rít hay dơ lắc gì đâu ạ. Đây cái đầu bên kia của nó kiểu cái gối của nó đấy. Nếu mà trong quá trình vận chuyển nó có thể bị tụt ra thì các bác nhận hàng là lắp lại giúp em nhé, chứ nó không bị hỏng hóc gì đâu ạ. Đây là mẫu số 23 này. Số 23 của em có giá là 500.000 một chiếc nha bác. Hàng thẳng đẹp không có chặt rít gì ạ. Tiếp theo là mẫu 24. 24 mẫu này của em nó là vít me này. Cái này của nó là vít me cơ nhá. Cái này bát ren của nó sẽ là bát ren bằng đồng. Mẫu này phần vít me đo được là phi 18. Ở một đầu nó sẽ có cái phần bu ly này, hai đầu nó sẽ có cái gối này của nó bằng gối nhôm nhá. Cái này trong đây bi của nó mã là 6000. Mẫu này phần đầu trục ở đây em đo được là 12. Mẫu này tổng chiều dài là 40cm ạ. Đây là mẫu số 24 này. Số 24 của em có giá là 200.000 một chiếc nha các bác. Đây, toàn bộ là bát ren bằng đồng hết. Mẫu này là cùng một loại, cùng một cỡ này. Tất cả đều là bát ren bằng đồng. Còn phần gối hai đầu của nó sẽ là gối nhôm. Phần bu ly cũng là bu ly nhôm nha. Tiếp theo chuyển qua mẫu. À đây, cái mẫu 24 này các bác mua từ 3 chiếc trở lên là sẽ được miễn ship nha các bác. Tiếp theo là mẫu 25. 25 mẫu này của em nó là bộ bi trục tròn này. Cái này của nó sẽ là trục tròn sắt đặc phi 12. Ở đây nó sẽ có cái phần lỗ ren này. Cái phần gối này của nó sẽ có bên ngoài của nó là nhôm các bác. Bốn góc của nó sẽ có bốn cái lỗ tròn này. Để các bác có thể bắt vào bàn máy rất là ok nha. Dễ dàng mình không phải chế lại. Mẫu này chiều dài của bi là 7cm ạ. Và chiều dài phần trục đo được là 31cm. Một bộ của em thì sẽ gồm là 2 trục 2 bi này. Rất là mới nha. Cái bộ số 25 này cực mới luôn. Mẫu số 25 này. Một bộ 2 trục 2 bi như tay em đang cầm đây. Có giá là 150.000. Mẫu này các bác mua 3 bộ là được miễn ship nha. Tiếp theo qua mẫu 26. Số 26 đây. Cái này của nó cái khung nhôm này. Nó ghép nối với nhau và nhiều chi tiết nhá. Các cái chi tiết nó sẽ bắt nối với nhau bằng các con ốc lục ra này. Các bác có thể tháo mở rất là dễ dàng luôn. Đây, mình quay tổng thể trước xong rồi đo nha. Đây là mặt trên của nó này. Em sẽ bỏ xuống để quay mặt dưới của nó nhé. Cái mẫu này rất là nặng nha các bác. Đây, mặt dưới của nó sẽ như này. Đây, ở đây nó có góc chéo xuống nha. Mẫu này độ dày phần nhôm em đo được là 12 này. Các bác có cần xem kỹ lại mẫu này inbox Zalo đi, xong em chụp ảnh lại nhá. Mẫu này bản rộng của em đo được là 22cm này. Mẫu này tổng cả chiều dài sản phẩm xem được bao nhiêu cm đây. Mẫu này tổng cả chiều dài sản phẩm là được 56cm nha bác. 56cm. Và tổng chiều cao từ dưới đất đo lên này là được 21cm ạ. Đây là mẫu 26 á. Nặng á, mẫu này nó nặng nha các bác.
Đây là mẫu số 26. 26 của em có giá là 800.000. Tiếp theo là mẫu 27. 27 đây có cái bộ trục tròn này. Đằng trước của nó giống như kiểu có cái phần con lăn. Một bên bằng sắt, một bên bằng cao su nhá. Đây nó sẽ có hai cái trục tròn hai bên này. Cái này trục tròn của nó chắc được mấy ly đây? 5 ly à? Trục tròn 6 ly ạ. Cái phần khung của nó sẽ là khung nhôm. Mẫu này phần độ dày của nhôm đo được là 1cm nha. Đằng sau nó sẽ có một cái motor như này. Mẫu này thông số của motor là 6W này, 220V. Cái này thì motor đấy em đã cắt đầu dây và mình đấu thử ok rồi nhá. Mẫu này hình như nó được 90 vòng trên phút ấy. Mẫu này bản rộng mà em đo được là 15cm. Chiều dài cái phần mặt bích nhôm mình đo được là 31cm ạ. Đây là mẫu số 27. Size 7 của em có giá là 500.000 nha các bác. Đây đằng sau nó sẽ có cái motor này. Motor này bên em đã đấu và kiểm tra ok rồi nhá. Đã chạy ok rồi đấy ạ. Đây là mẫu 27, có giá là 500.000 một chiếc này. Mẫu này em đang có 2 chiếc nhá. Đây mẫu 27 đang có 2 chiếc đây, giống y như nhau nha. Tiếp theo là mẫu 28. Đây có cái bộ bàn trượt này. Cái này của nó là bàn trượt bằng nhôm các bác. Bàn trượt bằng nhôm này. Ở giữa đây nó sẽ có một cái dây giống như kiểu dây cu loa ấy. Hai bên sườn đây nó sẽ có cái kiểu là cái phần trục tròn ấy để nó trượt thêm như này. Bên dưới mẫu này nó sẽ có cái phần chân đế nhôm, nó bắt bằng ốc lục giác này. Các bác có thể nới làm ra để mình di chuyển là theo cái phần thân dưới của nó nhá. Ở đây nó sẽ có một cái khớp nối mềm này. Khớp nối bằng nhôm các bác. Đây. Quay di chuyển nhẹ nhàng nha. Phần mặt bích bên trên này, bản rộng là 7,5cm. Chiều dài là 9,5cm ạ. Mẫu này tổng chiều dài cả khung là 50cm. Đây, tất cả trơn tru nhẹ nhàng ạ. Đây là mẫu số 28. Có giá là 350.000, rất là đẹp nhá. Mẫu này thì còn nguyên cả khớp nối luôn này. Tiếp theo là mẫu 29. 29 cái bộ này nó dài này. Đây, nó kiểu như dây bi trượt ấy. Nó khác với cả cái mẫu số 28, cái kiểu nó khác nha. Đây, ở đây nó cũng có một cái kiểu khớp nối nhôm bên trong này. Khớp nối nhôm bên trong nhá. Cái phần khung mẫu này của nó sẽ là khung nhôm. Bên trên này nó giống như kiểu cái phần dây bi trượt này. Bên trên đây này, cái phần này nó giống như là dây bi trượt nhá. Mẫu này bản rộng phần dây ở đây em đo được là 20 mấy đây, 23. Đây, phần con trượt bên trên của nó sẽ như này. Mẫu này chiều dài phần con trượt của nó là 10,5cm. Cái chiều dài cái phần dây màu đen bên trên này em đo được là 102cm này. Còn nếu mà đo cả khung luôn ạ, sẽ được là 112cm nha. Đây là mẫu số 29. Số 29 của em có giá là 700.000. Cái mẫu này thì nó sẽ không trơn trượt giống như cái mẫu số 28 này. Cái kiểu này nó sẽ là kiểu khác. Nên cái phần trượt nó sẽ là chắc và nó nặng hơn một chút nha các bác. Đây, khi em ra quay cái di chuyển cái phần con trượt bên trên này thì cái phần bi hai đầu này của nó sẽ là quay và di chuyển nha các bác. Đó. Đây là mẫu 29, có giá là 700.000. Mẫu này khá là dài luôn. Rồi tiếp theo chuyển qua mẫu 30. Mẫu 30 mẫu này em đang có 2 chiếc đây. 2 chiếc này là giống y như nhau luôn nha. Đây. 2 chiếc này nó còn nguyên cả cái phần khớp nối bên trong này. Cái phần khung của nó cũng sẽ là khung nhôm, hai bên sườn của nó sẽ có kiểu giống như dây bi trượt này. Đấy, đây bên dưới đế của nó sẽ như này nhá. Mẫu này bản rộng phần mặt bích bên trên này là 9cm. Chiều dài là 11cm ạ. Mẫu này tổng chiều dài cả khung luôn ạ, sẽ được là 75cm. Đây là mẫu số 30. Số 30 của em có giá là 500.000 một chiếc các bác. Số này em đang có 2 chiếc đây. Giống y như nhau nha. Số 30 này. Rồi tiếp theo em chuyển qua mẫu 31. Số 31 đây tiếp tục về thêm được hai cái bộ này. Cái này nó giống như kiểu cái bàn ép các bác. Ở giữa đây nó sẽ có cái phần xi lanh hơi này. Cái này xi lanh hơi của nó đầu ống sẽ là ống 6 rồi. Xi lanh hơi của nó sẽ là xi lanh hơi inox nha. Phần khung toàn bộ của nó sẽ là khung nhôm. Ở mặt tiền đây nó sẽ có ba cái nút nút nhấn kiểu như công tắc này. Hai bên của nó sẽ có hai cái trục tròn. Cái này của nó sẽ là trục tròn sắt đặc T20 nha. Phần khung bên trên này, bên dưới toàn bộ là sẽ là khung nhôm. Còn phần trục tròn này của nó sẽ là trục tròn bằng sắt rồi.
Đây đằng sau của nó này, nó có một cái cầu điện với cả một cái van giống như kiểu cái van điều khiển ấy ạ. Đầu ống của nó sẽ là ống 6 nhá. Đây cái cầu điện như này. Bên dưới chân của nó sẽ có hai cái miếng giống như kiểu cái miếng nhựa ấy, nó làm cái phần chân đế này. Hai bên đây nhá. Đây, cái mẫu này các bác có cần xem kỹ lại thì inbox trực tiếp Zalo xong rồi em chụp ảnh lại nhá. Mẫu này bản rộng cái phần thân đằng trước này, em đo được là 17 cm. Và chiều dài của nó này là 36 cm. Mẫu này tổng cái chiều dài phần khung nhá. Ở đây em đo được là 32 cm. 32 cm là tính từ dưới mặt đất lên đến cái phần khung trên này, không tính đến cái phần xi lanh cao như này nhá. Cái mẫu này thì trong quá trình vận chuyển ấy nó sẽ không được an toàn nên em sẽ tháo rời cái phần xi lanh này ra này. Nên các bác nhận hàng là mình lắp lại giúp em nhá. Nếu mà để nguyên như này thì gửi đi là sợ nó bị cong mất, nên là em sẽ tháo rời cái mẫu cái chỗ xi lanh này ra nhá. Đây cái bàn nâng của nó này, trơn tru nhẹ nhàng nhá. Đây là mẫu số 31. 31 của em có giá là 950.000 một chiếc. Mẫu này em đang có 2 chiếc đây. Giống y như nhau nhá. Hai chiếc này là đều đẹp như nhau luôn này, nó không có là cái nào hơn cái nào kém luôn. Đó. Đây đằng trước đằng sau này, các bác có cần xem kỹ lại trong inbox trực tiếp Zalo cho em chụp ảnh lại nhá. Chụp ảnh lại các chiều thì xem nó rõ hơn. Số điện thoại Zalo để em có ghim sẵn ở dưới phần mô tả rồi đấy ạ. Rồi tiếp theo là mẫu 32. 32 ở đây nó giống như cái hộp giảm tốc đấy các bác. Ở đây nó sẽ có một cái phần trục tròn này. Cái phần bánh răng nhông rất là lớn nhá. Mẫu này phần trục tròn em đo được là 38 này. Cái này đường kính phần nhông của em đo được là bao nhiêu đây? 18,5 cm các bác. Nó được gần 19 rồi. Cái này nó được gần 19 cm nha. Độ dày phần bánh răng ở đây em đo được là 16 này. Đây bên đây nó có các cái này không biết nó là cái gì đây. Đây là mẫu số 32 nha bác. Số 32 của em có giá là 650.000 một chiếc. Mẫu này hình như em đang có là 3 chiếc này. Số 32 nha các bác. Tiếp theo là mẫu 33. Mẫu 33 hôm nay tiếp tục về thêm được một ít hàng nhôm. Cái này của nó là nhôm hộp nha các bác. Nhôm hộp này. Này nhôm Hàn Quốc, hàng đã qua sử dụng, hàng tháo máy. Nhưng mà nó rất là mới luôn. Nó không khác gì hàng mới cả. Nó vẫn còn nguyên cả cái nhựa để bịt này các bác. Đây. Còn nguyên cả cái nắp nhựa, các cái phần rãnh này nó bịt này. Mẫu này nhôm của nó là nhôm vuông 6 cm nha. 4 chiều là đều là 6 cm cả. Mẫu này thì chiều dài của nó làm đo được là 54,5 cm. Đây là mẫu số 33 này. Số 33 của em có giá là 130.000 một chiếc. Đây các bác có thể mua về làm chân bàn này, chân kệ rất là ok luôn nha. Cái này vuông 6 x 6 cm này, nó cũng vừa phải thôi, nó không kiểu to quá đâu. Mà cái chuyến này là các cái phần nhựa của cái phần rãnh này nó vẫn còn nguyên luôn nên rất là đẹp. Mẫu số 33 có giá là 130.000 một chiếc. Mẫu này thì em đang có 7 chiếc nha. Tiếp theo là mẫu 34. Mẫu 34 ở đây em có cái bộ này. Cái này của nó là trục tròn nha các bác. Hai bên này của nó sẽ có là hai cái trục tròn phi 16. Ở giữa đây nó sẽ có một cái vít me. Hai đầu của nó sẽ có cái phần, đây một đầu bên này nó sẽ có cái phần khung nha. Và cái phần bu đi này. Trên cái phần trục tròn này thì nó sẽ có là, mỗi một trục là nó sẽ có hai cái bi, nó ghép nối với nhau bởi con ốc lục giác này. Bên này một bi này, bên này một bi nha các bác. Trục tròn phi 16, trục tròn sắt lặc. Còn phần vít me đo được là phi 20. Cái này chi tiết này nó sẽ bắt nối với nhau bằng ốc lục giác, nó rất là đẹp luôn. Mẫu này bản rộng phần khung này. Ở đây em đo được là 21 cm nha các bác. Bản rộng phần khung là 21 cm. Chiều dài phần trục tròn là 91,5 cm này. Còn nếu mà đo cả cái phần khung nhá, cái phần của đầu của vít me này, qua hết cái phần bu ly này sẽ được là 100 cm. Đây là mẫu số 34. Số 34 của em có giá là 800.000 bộ này nha các bác. Mẫu này thì em đang có 3 bộ này. Đó. Rất là đẹp luôn. Bác nào mà cần cái hàng vừa vừa thì mình chốt các cái bộ này. À cái bộ này này, cái bộ mà hàng trục tròn kết hợp với cả vít me này, em có cả hàng cái bộ lớn nữa nha. Cái loại lớn hơn. Loại lớn hơn này, kích thước to hơn ấy, là em cũng đang mới về luôn. Các bác nào có cần xem thì mình có thể tham khảo inbox trực tiếp vào Zalo xong em chụp hình lại cho các bác xem nhá. Đây là còn đây là mẫu 34 này, có giá là 800.000 một bộ. Mẫu này đang có 2 hoặc là 3 bộ gì đấy.
Tiếp theo là mẫu 35. Mẫu 35 ở đây nó có một cái khung nhôm này. Cái phần khung nhôm rất là dày nha. Đây. Mẫu này thì nhôm ở đây này, độ dày em đo được là 12. Đây. Đây là một mặt của nó nhá, em quay sơ qua trước này. Các cái chi tiết của nó sẽ giáp nối với nhau bằng ốc lục giác luôn ạ. Và đây là mặt bên. Cái này thì không biết ở đâu gọi là mặt bên trên, đâu là gọi là mặt bên dưới nữa. Toàn bộ là nhôm các bác. Các cái phần trắng và xám này đều là nhôm hết nha, không phải là sắt đâu ạ. Nguyên là nhôm, có các cái con ốc thì nó bằng sắt thôi. Đó. Đây em sẽ đo kích thước bản rộng này. Mẫu này bản rộng của nó là 22 cm. Còn tổng chiều dài này, tổng chiều dài của nó em đo được ở đây là 67 cm nha các bác. Đây là mẫu số 35. Có giá là 840.000. 840.000 mẫu số 35 nha các bác. Tiếp theo cái mã cuối cùng này, mã này thì em không đánh số này. Mã này thì mới về nhiều nên các bác chốt thoải mái luôn. Mẫu này của nó là tấm phíp. Phíp cách điện nha các bác, phíp Hàn Quốc, Made in Korea đấy, hàng rất đẹp, hàng tháo máy ra. Một mặt của nó sẽ phẳng đẹp như này này. Còn một mặt này của nó sẽ có một chút các cái lỗ nhỏ như này nha các bác. Đây, lỗ nhỏ này nó không xuyên thủng qua kia đâu, nó chỉ hơi một chút ở bên năng này thôi. Cái này của nó là phíp cách điện nhá. Ở bên sườn đây này, mỗi một bên sườn nó sẽ có bốn cái lỗ tròn như này. Kích thước của nó thì em có ghi ở đây rồi. Độ dày của nó là 1 cm, bản rộng là 47 cm và chiều dài là 72 cm. Mẫu này của em thì có giá là 200.000 một chiếc. Các bác mua 2 chiếc chuyển khoản là miễn ship. Còn bác nào đến tận nơi mua, đến tại địa chỉ cửa hàng mua ấy, thì bên em sẽ có giảm giá nữa nhá. Thì sẽ có giảm giá thêm này. Rồi em xin kết thúc video ở đây ạ. Hẹn tất cả các anh các chú ở những video tiếp theo. Các bác xem video thì cho em xin nút like, nút đăng ký kênh để luôn theo dõi được những video mới nhất bên em đăng lên kênh mỗi ngày. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bác ở những video sau ạ.